Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm một bài toán về chi phí nuôi heo nái cho các bạn tham khảo nha. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ nuôi 10 nái nha. Nhưng mà bây giờ mình chỉ tính một nái cho đơn giản thôi, rồi lát mình sẽ tính nhân lên nha. Ví dụ như bây giờ là giá heo thịt 55 nha. Mà một con nái là thì nó đẻ trung bình là 12 con trên lứa, thì một năm sẽ bằng 24 con. Nếu mà 10 nái thì sẽ bằng 120 con trên lứa, nó sẽ bằng 240 con trên năm, thì một năm heo nái sẽ đẻ hai lứa nha. Cái này thì mình chỉ tính bình quân thôi nha. Mà nếu như mà mình bán heo con đi, heo mà nó đẻ ra 12 con mà mình bán heo con 1,2 triệu thì mình sẽ được là 14,4 triệu nha. Rồi 14,4 triệu. Bây giờ mình sẽ tính là chi phí cho con nái. Bây giờ bắt đầu mình mới tính nè. Thì chi phí cho con nái á là tiền cám đi, lúc mà nó mới tách con xong, lúc nó mang bầu và lúc nuôi con là những giai đoạn nó ăn khác nhau. Có lúc là ăn 1,8 kg, có lúc 2 kg, có lúc 2,5 kg, nuôi con có thể ăn 4 kg, 5 kg nha. Thì mình tính bình quân là 2,5 kg thôi. Nhưng mà cám heo nái hiện tại là 275.000 nha, cám của mình nha. Thì 2,5 kg mình sẽ nhân cho 6 tháng, 6 tháng là 180 ngày. Thì mình lấy 2,5 kg nhân cho 180 ngày, nó sẽ bằng 450 kg. Và đơn giá ha, bao 25 kg của mình thì mình chia ra là 11.200 đồng trên 1 kg. Thì tổng chi phí cám cho con nái 6 tháng á là 5,040 triệu. Về cái phần đó là phần cám của con nái nha. Rồi cái phần mà lúc mà tách bầy cho heo con á là mình tính bình quân mỗi là 7 kg nha. Mà lúc mà là 7 kg á thì mình phải nuôi lên 12 kg mình mới bán. Những địa phương khác á thì có thể là 7 kg, 8 kg, 10 kg, còn ở địa phương mình á là 10 đến 12 kg người ta mới chịu mua, mới dễ bán nha. Thì mình sẽ cho ăn thêm cám nữa. Thì cái đó là cám nè. Thì mình sẽ tính cái phần cám. Cám của heo con bây giờ mình sẽ lấy 7 kg mà mình nhân cho 8 nha. 84 kg nha. Mà nếu mà mình đạt 12 kg á thì mình sẽ lấy 12 nhân 12 nè, thì nó sẽ bằng 144 kg. Mà mình trừ lại cho 6 kg nhân 12 bằng 84 đó đó, thì nó sẽ bằng 60 kg. Vậy là mình hụt 60 kg. Mà cám của mình á là trung bình là mình sẽ lấy là 2,5 kg cho 1 kg thịt, một vị là bao 25 kg thì nó sẽ ra 10 kg. Như vậy là 60 kg thì nó phải tốt 6 bao. Nhưng mà mỗi bao cám của mình ăn hiện tại là 335.000 nha. 335 mà nhân cho 6 á là nó sẽ ra là 2,010,000. Đó là phần cám heo con nha. Rồi bây giờ tới phần vaccine của heo con và heo nái. Mình nói về cái phần vaccine của heo nái trước nha. Thì vaccine của heo nái là mình tính cho 10 con nha, là vaccine khô thai là mỗi mỗi con á là 50k nha. Còn ngừa E. coli mà chích cho heo nái 100 ngày mang thai á là cũng 50k. Rồi dịch tả, một chai dịch tả Pháp á là 90k, nhưng mà mình chia cho 10 con thì nó chỉ có 9k thôi. Còn FMD á thì một chai là 300k, thì mình chia cho 10 con, chai là 25 liều thì mình cũng ở đó thì mình cũng tính là 30k, còn dư lại có heo con thì mình chích, còn không có thì mình bỏ nha. Còn BGS á thì giá 550k thì mình chia ra 10 con thì cũng 55k. Tổng vaccine heo nái á là 194k trên một con heo nái nha. Về phần vaccine heo con thì heo con á ở đây mình 12 con, nhưng mà một chai nó có 10 liều chai, nhưng mà mình mỗi con là mình chích 2C, nhưng mà mình chích 1C8 trừ 0,2 đó ra cho hai con còn lại, 1C8 2C nó cũng không ảnh hưởng gì hết á. Thì mình chia vậy cho đều cho tiết kiệm chi phí nha. Vaccine nó cũng bảo hộ đủ hết á, có 0,2 nó không có tới đâu hết trơn á. Seiko là 600k, BRS là 550k, FMD là 300k, dịch tả là 180k, hai chai mình chích 2 lần nha. Tổng vaccine của heo con là 1,630k nha. Thì bây giờ mình sẽ tính tiền cám với tiền vaccine của heo con là 5, tiền cám heo nái nè 5,040,000, cộng với tiền cám heo con là 2,010,000, cộng với vaccine của heo nái là 194k.
vaccine của heo con là 1.630.000 thì nó sẽ ra tổng tiền chi phí hết á là 8.974.000. Cái đó là phần chi phí cho nguyên một con nái nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy là mình cộng nhầm 100.000 nha. Tổng chi phí của con heo nái và heo con á là 8.874.000. Thì mỗi con heo con á 8.874.000 thì mình sẽ chia cho 12 con á là chi phí cho mỗi con heo con á. Giống như là mình gom chi phí con nái vô con heo con á là 739.500. Thì bây giờ mình sẽ lấy nè, mình sẽ tính ra cái lời nè. Mình lấy heo con là báo 1.200.000 nè, mình lấy 1.200.000 mình trừ cho 739.500 thì mỗi con heo con nó sẽ bằng lãi ra là 460.500. À 460.500 này mình nhân cho 12 con cả đàn của mình á là lãi là 5.526.000. Nó đây là tính là chi phí lời 6 tháng cho một con nái là 5.526.000. Mà một con nái anh vậy thì mình nhân 10 lên, mình nuôi 10 nái mà thì nó sẽ ra là 55.260.000 là cho 10 nái. Rồi bắt đầu mình chia cho 6 tháng là mỗi tháng mình thu nhập bao nhiêu. Mình chia cho 6 tháng thì mỗi tháng nó sẽ ra là 9.210.000 nha. Thì đối với một người mà nuôi 10 nái á thì thu nhập hàng tháng vậy là ổn định rồi. Tại vì kinh tế như thế là ổn định rồi, cũng tương đương với đi làm công ty rồi đó. Nhưng mà mình có thể làm công việc ở nhà mình, rồi làm thêm công việc khác nữa, ví dụ như là nuôi tôm, trồng lúa, nuôi cá. Tại vì làm công ty thì mình đâu có làm được những chuyện đó. Còn nuôi heo này một ngày mình sẽ bỏ ra tầm chừng 3 tiếng là cao rồi. 10 đối với 10 con này à, ban đêm canh heo thì mình tính riêng nha, mình không có tính vô đó nha, mình chỉ tính ban ngày thôi. Rồi tiếp theo, nếu mà heo con này mà không đẻ ra mà mình không bán heo con mà mình nuôi lên heo thịt luôn á thì sẽ lãi bao nhiêu? Thì bây giờ mình sẽ tính cho các bạn xem thử luôn nha. À, bây giờ mình sẽ tính mà heo con mà đẻ ra là mình không bán heo con, mình sẽ bán nuôi lên để bán thịt. Mà mình sẽ lấy giá thị trường bây giờ là giá 55 nha. Thì bây giờ cám á, là mình tính cứ trung bình là 2,5 kg cám sẽ ra 1 kg thịt. Vậy là một bao 25 kg thì sẽ ra 10 kg. Mà lúc mà heo con hồi nãy mình đã tính xong á là nó đã 12 kg rồi. Mà bây giờ mình sẽ cho ăn 9 bao nữa thì nó sẽ ra 90 kg thịt, cộng với 12 kg thì nó sẽ ra là 102 kg thịt nha. Mà bây giờ là cám của mình, cám heo thịt là 325k, mà mình nhân với 9 bao nữa là nó sẽ ra 2.925.000. Mình sẽ lấy giá heo thịt nè, giá heo thịt bán là 55.000 một ký nè, thì mình sẽ nhân với 102 kg trên một con á, là mình nuôi là 102 kg thịt trên một con á, mình nhân cho đơn giá 55 thì nó sẽ ra là 5.610.000 nha. Thì mình sẽ lấy là 5.610.000 đó, là mình sẽ trừ lại cho tiền cám lúc nãy là 9 bao đó, 2.925.000 á, là mình sẽ ra lãi là 2.685.000. Cái đó là mình lấy giá heo thịt bán xong trừ lại cho tiền cám 9 bao mình sẽ lãi bao nhiêu đó. Rồi mình bây giờ tiếp theo là mình sẽ lấy nè cái lãi của một con heo con mà chưa có trừ chi phí nha, là mình sẽ lấy là 2.685.000 mà trừ cho cái chi phí heo con với heo nái á trên một con á là 739.500, thì nó sẽ lãi ra là lãi cuối cùng của một con heo con á trên một con heo con nuôi ra thịt luôn á là 1.945.000 nha. Mà mình nhân với một bầy 10 con của mình á thì nó sẽ ra là 19.450.000. Nó là một con nái mà nuôi đẻ cái heo con, nuôi lên heo thịt, bán thịt là nó sẽ một chi phí cho một con nái trên 12 con heo con á tới bán thịt luôn là 19.450.000. Mà mình nhân với 10 con nái đi thì nó sẽ ra là 194.500.000. Thì mình chia cho 6 tháng cho 10 con nái thì nó sẽ ra là 32.416.666 đồng trên 1 tháng. Thì các bạn thấy kinh tế chi phí nó khủng không? Đó, các bạn ở nhà không mà nếu mà có vốn chúng ta nuôi 10 nái đẻ ra bao nhiêu mình nuôi hết là mỗi tháng là thu nhập 32 triệu rồi làm công ty sao bằng được. Mình làm cái này 1 tháng bằng công ty làm 3 tháng á.
Các bạn thấy clip của mình hay thì nhớ đăng ký để ủng hộ mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc clip ở đây. Mình hẹn các bạn vào các clip heo đẻ sắp tới nha.